Thể theo ý nguyện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantitis, Nguyễn Văn Lập lúc còn sống, chính phủ Việt Nam đã phối hợp cùng chính phủ Hy Lạp và gia đình tổ chức chuyển cho cốt của ông về Việt Nam. Trong sáng nay, tại Đà Nẵng, lễ truy điệu và an táng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantitis, Nguyễn Văn Lập được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quân khu 5. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã đến dâng hương, bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn trước những công lao to lớn của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lập, Kotas Sarantitis đối với đất nước Việt Nam. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantitis, tên Việt là Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1927, đã qua đời tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp, tháng 6 năm 2021. Ông từng tham gia mặt trận Việt Minh giữa năm 1946, trở thành người lính Cụ Hồ và hoạt động trong các đơn vị chính quy Liên khu 5. Hoạt động trên chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, ông đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sau năm 1954 và trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp. Với những đóng góp to lớn và tình cảm gắn bó sâu nặng dành cho Việt Nam, ông đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2010, ông được công nhận quốc tịch Việt Nam. Năm 2013, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này của Việt Nam. Người chiến sĩ Cộng sản, Bộ đội Cụ Hồ, Kotas Nguyễn Văn Lập đã sống một cuộc đời vẻ vang, trở thành tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì công lý, vì hòa bình, vì chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản cao đẹp. Ông cũng là nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hy Lạp trong nhiều thập niên vừa qua. Sự ra đi của người chiến sĩ Nguyễn Văn Lập đã để lại niềm đau thương mất mát vô cùng to lớn cho gia đình, bạn bè thân hữu, cũng như đồng chí đồng đội và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt tại những nơi mà đồng chí đã từng tham gia chiến đấu, những ký ức về cuộc đời, sự nghiệp, quá trình chiến đấu của ông sẽ luôn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ hai đất nước hôm nay noi theo. Ngay sau lễ truy điệu, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng gia quyến đã tiến hành tổ chức an táng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kotas Sarantitis Nguyễn Văn Lập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quân khu 5.